thầy cô và các anh chị bạn đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đình Hướng, làm ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, và hôm nay xin phép được trình bày cái phần hình ảnh học của ung thư cổ tử cung. Bài trình bày của tôi gồm có 3 phần: phần tổng quan về ung thư cổ tử cung và hình ảnh, và hình ảnh ung thư cổ tử cung theo phân loại FIGO 2018, phần hình ảnh về sau điều trị của ung thư cổ tử cung. Về đầu tiên là vấn đề giải phẫu của cổ tử cung. Cổ tử cung có hình nón cụt đáy phần tiếp giáp với eo tử cung, có đỉnh trúc vào âm đạo. Cổ tử cung có âm đạo bám vào và chia cổ tử cung thành hai phần: phần trên âm đạo và phần trong âm đạo. Phần trên âm đạo ở phía trước cổ tử cung dính vào mặt sau dưới bàng quang bởi một tổ chức lỏng lẻo dễ bóc tách, còn ở phần mặt sau có phúc mạc phủ qua túi cùng tử cung trực tràng. Liên quan với trực tràng, phần âm đạo của cổ tử cung trông như mõm cá mè và cổ tử cung thò vào trong âm đạo. Ống cổ tử cung là một khoang ảo dài khoảng 2,5 đến 3 cm và giới hạn trên bởi lỗ trong cổ tử cung và giới hạn dưới bởi lỗ ngoài cổ tử cung. Biểu mô phủ cổ tử cung có cấu tạo giống với biểu mô phủ ở âm đạo, là biểu mô vảy lát tầng không sừng hóa, và biểu mô lót ống cổ trong cuộc là các tuyến lót bởi các tế bào biểu mô trụ chế nhầy. Vùng tiếp giáp giữa vùng biểu mô vảy và biểu mô tuyến trụ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thành ung thư cổ tử cung. Người ta cho rằng sự biến đổi ung thư đầu tiên diễn ra ở vùng chuyển tiếp này và sau đó lan vào vùng biểu mô vảy cổ ngoài hoặc biểu mô trụ ở cổ ống cổ tử cung hoặc cả hai. Biểu hiện ban đầu của về quá trình tiến triển ung thư cổ tử cung, biểu hiện ban đầu là một tổn thương lộ tuyến cổ tử cung. Tổn thương này dị sản này dưới tác động của các tác nhân như virus, vi khuẩn có thể biến đổi thành các tổn thương loạn sản hoặc hồi phục hoặc trở thành cái dạng tiến triển loạn sản hồi phục về bình thường hoặc là tiến triển thành ung thư. Loạn sản phát triển theo thời gian và từ nhẹ đến nặng và phát triển thành ung thư. Quá trình biến đổi tuần tự từ loạn sản nhẹ, loạn sản vừa đến loạn sản nặng tương ứng với sin 1, sin 2, sin 3, và tiếp đến là cái ung thư biểu mô tại chỗ và tiến triển tiếp là ung thư biểu mô xâm lấn. Về dịch tễ học và mô bệnh học, ung thư cổ tử cung thì hay gặp phụ nữ của nhiều nước trên thế giới và tuổi hay gặp là 40 đến 70, bao gồm ung thư biểu mô vẩy chiếm chủ yếu là 80 đến 90%. Ngoài ra ung thư biểu mô tuyến, tuyến vẩy, u lanh phôm, sarcom cũng có thể gặp nhưng với tỷ lệ thấp. Các yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung có thể nói là quan hệ tình dục sớm, quan hệ với nhiều người, sinh đẻ nhiều, vệ sinh dục kém và đặc biệt nhiễm virus HPV là nguyên nhân chính, và HPV thì bao gồm 140 típ, trong đó có 20 típ liên quan đến ung thư, đặc biệt là típ 6, 11, 16, 18 có vai trò quan trọng trong ung thư cổ tử cung. Típ 16 liên quan đến ung thư biểu mô vảy tế bào lớn và típ 18 liên quan đến ung thư ít biệt hóa và ung thư biểu mô tuyến. Về lâm sàng chúng ta hay gặp có thể là bệnh nhân ra máu bất thường, hoặc là những người đã mãn kinh rồi lại xuất hiện ra máu bất thường, giảm cân, đau khi quan hệ, đau chân, đau tay, đau chân, mệt mỏi và dịch khí hư có mùi hôi bất thường, và cũng có thể là chỉ đau âm ỉ vùng chậu. Về chẩn đoán ung thư cổ tử cung, có từ soi cổ tử cung và làm tế bào cổ tử cung và sinh thiết là ba phương pháp chính để sẽ chuẩn đoán xác định. Trong đó soi cổ tử cung có thể quan sát bề mặt tử cung giúp đánh giá các tổn thương ung thư và tiền ung thư, xác định mức độ lan rộng tổn thương, hướng dẫn sinh thiết và các vùng nghi ngờ bất thường. Về xét nghiệm tế bào âm đạo test Pap thì phát hiện các tế bào bất thường ở trong cổ tử cung như là âm đạo, sinh thiết cổ tử cung, chẩn đoán xác định ung thư cổ tử cung. Về hình ảnh học ung thư cổ tử cung,
Về khía cạnh chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có các phương pháp như siêu âm cộng các lớp vi tính cộng từ và một chút y học nhân là PET CT trong đánh giá cái vi lăng của ung thư cổ tử cung. Về siêu âm thì có các đường như qua âm đạo, qua đường trực tràng, qua đường bụng, là ba đường chúng hay thăm khám. Mỗi một đường nó có cái ưu nhược điểm. Ví dụ qua âm đạo là đường hay được áp dụng chính nhưng nó rất hạn chế trong vấn đề về trong trường hợp ung thư cổ tử cung chảy máu và những vấn đề viêm nhiễm, thì lúc đó thì chúng ta có thể đánh giá qua đường trực tràng. Còn đường bụng về nhìn cái tổn thương tại chỗ của cổ tử cung thì đánh giá do cái độ phân giải của cái đầu do bụng nó không thể còn là tốt, thành ra là hình ảnh đem lại và đánh giá các giai đoạn nó không không được chính xác, và chủ yếu chỉ đánh giá cái vấn đề về vi lăng toàn bộ ổ bụng, đặc biệt là trong vấn đề về ứ lức thận khi mà ung thư cổ tử cung đã lan rộng đến thành chậu hoặc là xâm lấn niệu quản. Nó là một phương pháp có độ phân giải tương đối thấp và hạn chế. Trường nhìn thường thường là nó không không rộng, đâm ra là đánh giá cái hạch chậu hoặc là các cái xa cái cổ tử cung thì thường là khó khăn. Nhưng mà với sự phát triển về khoa học kỹ thuật hiện tại thì các máy siêu âm với trang bị những đầu dò phân giải cao thì cái chất lượng hình ảnh dần hạn chế và cái độ lâm xuyên nó cũng được sâu hơn, thì cái hình ảnh đánh giá về cái yếu tố T tại chỗ của ung thư cổ tử cung thì siêu âm đang 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 phát triển và có đem lại nhiều hứa hẹn về sau, đặc biệt là khi cải thiện được cái độ phân giải. Thế trên hình ảnh chúng ta thì cũng có thể so sánh một chút về vấn đề về hình ảnh cộng từ và hình ảnh siêu âm. Hình ảnh ở phía trên là hình ảnh siêu âm giữ các lớp cắt dọc, đứng dọc, ngang và đứng ngang thì độ phân giải cũng tương đối là tốt, nhưng mà về quan sát về tổng thể về toàn khung chậu thì rõ ràng cộng từ nó đánh giá rất là nhìn nó khách quan và nó rõ nét hơn, nó không phụ thuộc vào cái người thăm khám, người làm siêu âm, đâm ra là cái độ tin tưởng của kết quả nó sẽ tốt tốt hơn trong vấn đề về đánh giá được mức độ xâm lấn. Về phương pháp thứ hai là phương pháp cắt lớp vi tính. Cắt lớp vi tính thì đánh giá về giai đoạn kém hơn của cái cộng từ trong việc đánh giá kích thước khối u và độ xâm lấn tại chỗ của khối u do độ phương tương phản cái mô mềm sẽ thấp hơn, và chủ yếu được đánh giá cái vi lăng của toàn bộ ổ bụng cũng như là vi lăng lồng ngực để phát hiện các di căn xa hoặc là di căn hay bạch huyết, vì đây nó cũng là phương pháp riêng đánh giá hạch thì nó cũng không kém gì phương pháp cộng từ. Ngoài ra cái cắt lớp đa dãy tiêm thuốc cản quang để khảo sát bản đồ mạch nuôi u phục vụ cho cái can thiệp lút mạch cầm máu khối u chảy trong trường hợp chảy máu cấp của ung thư cổ tử cung không cầm thì là một cái lợi điểm để tiên lượng cũng như là cái thực hiện kỹ thuật một cách dễ dàng hơn. Nên chúng ta thấy là cái hình ảnh cắt lớp vi tính thì chủ yếu dựa trên cái lớp cắt ngang và tái tạo lại để thành cái mặt phẳng đứng dọc và đứng ngang. Cái độ tương phản mô mềm của phương pháp này thì là kém hơn cộng từ rất nhiều, xác định giữa vùng lành của u với cả vùng tổn thương là nó không rõ nét, do đó đo kích thước là thường nó sẽ không chính xác và đo xâm lấn, đặc biệt xâm lấn tạ, xâm lấn paramet nó không được chính xác, để do đó mà hiện tại bây giờ dùng các lớp vi tính để đánh giá phân loại giai đoạn là gần như là nó, kết quả nó không đem lại được tương ứng với lâm sàng. Còn cái phần bản đồ mạch trong trường hợp ung thư cổ tử cung mà chảy máu không cầm thì rất là quan trọng cái vai trò của các lớp vi tính trong cái vấn đề về định hướng cái chọn lựa vật tư cũng như là cái đường đi của cái động mạch mà nó cung cấp cho máu cho khối u để phục vụ quá trình rút mạch cầm máu cấp cứu. Các lớp vi tính rất có vai trò quan trọng trong vấn đề này. Tiếp đó là cái cộng từ để đánh giá kích thước mức độ xâm lấn tại chỗ của khối u và tình trạng di căn hạch bạch huyết.
ở vùng chậu. Nó là phương pháp hình ảnh có vai trò quan trọng nhất trong phân loại giai đoạn của ung thư cổ tử cung để lên kế hoạch điều trị phục vụ cho lâm sàng. Và hiện tại bây giờ là cộng từ là cái phương pháp chính để đánh giá giai đoạn và quyết định điều trị. Máy chụp cộng từ thì chúng ta sử dụng máy từ 1.5 tesla trở lên. Đấy, chúng ta có cái hình ảnh về độ tương phản mô mềm của cộng từ rất là rõ nét hơn so với cắt lớp vi tính. Với cắt lớp vi tính thì xác định cái giới hạn vùng lành với vùng u là thường là không rõ nét và liên quan giữa tổn thương của ung thư cổ tử cung với trực tràng với bàng quang cũng như là cái parameter là trên cắt lớp vi tính gần như là nhìn rất mù mờ. Mà trên cộng từ thì nó đạt được cái hình ảnh giải phẫu và tương đương đến 95% so với từng ngày lâm sàng. Về chia giai đoạn của tử cung thì có 4 giai đoạn và các giai đoạn còn chia ra các nhóm nhỏ. Thứ nhất là đánh giá các giai đoạn dựa vào cái yếu tố kích thước khối u, u khu trú hay không khu trú tại cổ tử cung, u đã xâm lấn đến 1 phần 3 dưới âm đạo hay chưa, hay là chỉ có khu trú ở 2 phần 3 trên, u xâm lấn paramet hay chưa, xâm lấn thành chậu hay liệu quản, di căn hạch vùng, hạch ổ bụng, xâm lấn tạng xung quanh. Đó là những yếu tố mà chẩn đoán nhà chúng ta phải xác định được và để mà phục vụ và xếp giai đoạn. Thì những khối u nhỏ nhỏ hơn 4 cm ở giai đoạn đầu mới có thể điều trị phẫu thuật, không cần hóa trị hoặc xạ trị nhưng mà phẫu thuật triệt căn. Còn đối với các giai đoạn còn lại, hóa xạ trị đồng thời là phương pháp điều trị chính. Nếu khối u đã di căn đến cơ quan xa, hạch bạch huyết hoặc là phúc mạc thì bệnh nhân thường không còn khả năng điều trị tại chỗ. Cái chia giai đoạn trong ung thư cổ tử cung rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến đến kết quả điều trị rất là nhiều, và chỉ khi chúng ta hiểu điều trị hiệu quả, khi chúng ta xếp giai đoạn chuẩn chỉnh thì lúc đó thì bệnh nhân được hưởng lợi một cách gọi là tối ưu nhất. Về giải phẫu cổ tử cung trên cái hình ảnh cộng từ thì nó tương ứng với hình ảnh giải phẫu, chúng ta nhìn rất rõ cái cổ tử cung khoảng 3 cm và lỗ ngoài, lỗ trong cũng như là ống cổ tử cung phân biệt cái mô cổ tử cung rất là rõ nét, như tương đương với hình giải phẫu. Các thành phần cấu trúc của âm đạo, bàng quang, tất cả các tạng trong tiểu cung đều thể hiện rất là rõ nét trên cộng từ, và đây là một phương pháp gọi là tối ưu nhất. Về hình ảnh của cổ tử cung thì thay đổi theo tuổi, trong độ tuổi sinh sản các lớp khác nhau của tử cung và cổ tử cung dễ dàng phân biệt được với nhau. Ở phụ nữ sau mãn kinh tử cung teo nhỏ và việc phân biệt các cấu trúc này thấy kém rõ ràng hơn. Thế chúng ta bên phải bên tay trái là cái cổ tử cung người đang trong độ tuổi sinh sản, tất cả các kích thước cũng như là các thành phần của cổ tử cung, buồng tử cung là chúng ta rõ ràng, nhìn rất rõ ràng trên hình ảnh cộng từ. Còn bên tay phải đó là hình ảnh của một cái cổ tử cung của người mãn kinh, và trong trường hợp này là sau điều trị của ung thư cổ tử cung giảm tín hiệu trên T2 rất là rõ nét. Đây cũng là hình ảnh về cái giải phẫu của tử cung và vùng chậu chung. Về kỹ thuật chụp cộng từ ở trong cái thăm khám của bệnh lý của tử cung, thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân được yêu cầu đi tiểu trước khi chụp 30 phút và bệnh nhân cần nhịn ăn 4 đến 6 giờ trước khi chụp cộng từ. Nếu cần thiết có thể sử dụng thuốc giảm nhu động để tránh nhiễu ảnh và có thể là thụt gel. Về nhịn tiểu trước 30 phút để cho bàng quang có một đủ một lượng nước tiểu không quá căng, không quá ít để phân biệt được các cấu trúc thành bàng quang cũng như là giới hạn bàng quang tử cung và các tạng trong tiểu khung rõ nét hơn. Còn vấn đề về thụt gel âm đạo có nhiều trường phái, cũng có người là không thụt, cũng có người là, thụt. Nhưng mà cái vấn đề về khi mà kinh nghiệm của tôi thì thụt gel thì nó sẽ bóc tách được cái khoang âm đạo và cổ tử cung được rõ nét hơn, nó sẽ hạn chế được cái âm tính giả khi chúng ta đánh giá xâm lấn dương tính giả xâm lấn cái thành âm đạo.
đặc biệt trong những trường hợp mà u cổ tử cung xù như súp lơ lồi vào trong lòng của âm đạo thì rất dễ nhầm cái vấn đề về xâm lấn thành âm đạo. Vì sao? Vì cái xâm lấn thành âm đạo nó rất ảnh hưởng đến vấn đề về xếp giai đoạn. Ví dụ xâm lấn đến 1/3 dưới âm đạo là xếp giai đoạn đến giai đoạn 3 rồi, chứ không còn là giai đoạn sớm nữa. Thế ra là yếu tố này cần chúng ta cũng cần phải gọi là bộc lộ được càng rõ nét thì càng tốt. Thế thì trường hợp là viêm nhiễm hoặc là trẻ đang chảy máu thì chúng ta không sử dụng được thuật gel thôi. Protocol của chúng ta thì có T2 ba mặt phẳng và T1 ASEAN và diffusion. Cái tiêm thuốc hay không tiêm thuốc thì các trên cái khuyến cáo của FIGO 2018 thì người ta không tiêm thuốc, nhưng mà tiêm thuốc ở đây có lợi điểm là cái đánh giá về ngấm thuốc của tử cung nó cũng không quan trọng, mà vấn đề về nhìn toàn thể các cái tạng trong tiểu cung đôi khi có những tổn thương phối hợp mà chúng ta cần phải tiêm thuốc thì chúng ta mới phân biệt được, thì nó lợi điểm cho đấy. Còn kinh nghiệm của tôi nữa, cái vấn đề về 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 T2 phát sát, tức là đôi khi chúng ta có những tổn thương xương ở trong cái vùng khung chậu, đôi khi nó cũng là di căn hoặc là một tổn thương nào đấy, thì cái lợi điểm của cái phát sát các anh có thể bổ sung để khảo sát cái vấn đề xương. Một trục của các mặt cắt của chúng ta là ASEAN và Colan và Sagittal thì luôn luôn phải tuân thủ theo trục của cổ tử cung, tức là cái trục của ống cổ tử cung. Sau khi chúng ta đã thực hiện kỹ thuật rồi thì bắt đầu chúng ta thế còn là đánh giá các cái yếu tố về liên quan để mà phân loại cái giai đoạn theo FIGO 2018. Đó là cái đầu tiên, cái kích thước và phân loại khối u. Về kích thước u thì đo đường kính 3 chiều của tổn thương và lấy kích thước lớn nhất trên hình ảnh T2. Đối với tổn thương là hạch thì lấy kích thước đường kính trục ngắn của tổn thương. Cái đo kích thước của cộng từ này nó cho độ tương thích so với thực tế lên đến 95%. Đấy. Về khối u cổ tử cung có thể phát triển ra ngoài và cũng có thể là thâm nhiễm hoặc phát triển vào ống cổ tử cung. Kích thước của u cổ tử cung rất có ý nghĩa trong vấn đề tiên lượng và trong xếp loại giai đoạn. Thì theo nghiên cứu, số u nhỏ hơn 3 cm thì tiên lượng sống 85% sau 5 năm. Và u trên 3 cm thì cái tiên lượng này chỉ còn có 65%. U mà nhỏ hơn 1 cm thì tỷ lệ di căn hạch 10%. Kích thước tăng lên 1 đến 3 cm thì tỷ lệ di căn hạch là 25%. Và khi mà u mà trên 3 cm thì nó có đến 45% là trường hợp là đã di căn hạch. Về xâm lấn về âm đạo thì cái dấu hiệu xâm lấn dựa trên cái lớp cắt và sagittal thì hình ảnh của u cổ tử cung trên T1 là tín hiệu, trung gian T2 là tăng tín hiệu so với cơ cổ tử cung, còn thấy hình viền giảm tín hiệu quanh u chứng tỏ là cái tổn thương nó chưa xâm lấn ra ngoài tử cung. Sự xâm lấn vào thành âm đạo là thể hiện bằng mất tín hiệu trên T2 của thành âm đạo. Chúng ta có thể trong trường hợp mà xâm lấn cần xác định đến 2/3 trên thì là đánh giá một giai đoạn khác, và khi xâm lấn đến 1/3 dưới thì lại giai đoạn khác, thì chúng ta phải chú ý cái vấn đề này về xâm lấn 2/3 trên hay 1/3 dưới âm đạo. Về xâm lấn parameter thì parameter bao gồm là cái phần bám của dây chằng rộng vào cái tử cung và cổ tử cung. Parameter bao gồm mỡ bạch huyết và mạch máu nằm giữa tử cung và thành chậu. Trên hình ảnh cộng từ mô điện cổ tử cung bình thường còn tín hiệu có cường độ tín hiệu T2 thấp. Khi lớp mô điện giảm tín hiệu của cổ tử cung giảm tín hiệu của cổ tử cung còn nguyên, tức hình ảnh là cái lớp giảm tín hiệu ở phía bên bên phải của cái hình mũi tên,
thì là chứng tỏ có thể dự đoán là cái paramet này vẫn là chưa bị xâm lấn, và cái dự báo âm tính này thì đến đạt đến của cộng từ trên 90%. Sự gián đoạn cái các cái dấu hiệu như mất đường giảm tín hiệu của cổ tử cung này, và bờ không đều này, và giảm tín hiệu mỡ paramet, đó là ba cái dấu hiệu mà để chứng tỏ là có cái xâm lấn vào cái paramet của cái ung thư cổ tử cung. Cái phân biệt cái dấu hiệu này rất là quan trọng, vì khi mà đã xâm lấn vào paramet thì giai đoạn 2B và quyết định phương pháp điều trị, vì giai đoạn 1B và 2A là phẫu thuật triệt căn, còn giai đoạn 2B đến giai đoạn 4 là vai trò chủ yếu là xạ trị và hóa trị. Xâm lấn thành chậu, thành bên chậu bao gồm là cơ bịt trong, cơ lê và chứa các mạch máu, liệu quản, buồng chậu. Và xâm lấn thành chậu bên được chẩn đoán khi khối u cách thành chậu, tức là cách cái giới hạn của cơ bịt dưới 3 mm, hoặc là có cái trường hợp là xâm lấn vào liệu quản và gây tắc nghẽn liệu quản dẫn đến ứ nước thận. Thế là có thể là một dấu hiệu của xâm lấn thành chậu là cách 3 mm, và hoặc là có cái xâm lấn vào liệu quản gây ứ nước thận, hoặc là cả hai. Xâm lấn bàng quang và trực cái bình thường bàng quang có cái lớp cơ bàng quang là cái có tín hiệu giảm trên T2, chỉ khi chúng ta nhìn thấy hình sùi vào trong lòng bàng quang, mất cái liên tục của cái lớp cơ của bàng quang thì chứng tỏ đấy là cái dấu hiệu về xâm lấn. Còn khi chúng ta nhìn chưa thấy hình ảnh sùi của cổ tử cung vào bàng quang hay trực tràng thì cũng không thể khẳng định được là chắc chắn là có cái xâm lấn vào hết thành bàng quang, vì trong trường hợp u to gây chèn ép và co kéo cái mô liên kết của thành bàng quang, tạo một hình mà kéo mỏng nó ra, và trên hình ảnh chúng ta không phân biệt được, thì đấy là cái hình âm tính giả. Về di căn hạch, hạch trên thì chẩn đoán hình ảnh chúng ta thì coi hạch ác tính khi mà đường kính trục ngắn của nó, của hạch là trên lớn hơn bằng 10 mm, hạch có hình tròn, trục ngắn thì 8 đến 10 mm, hoặc là hạch hoại tử, hoặc tín hiệu tương 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 đương với hình ảnh của tín hiệu khối u và có phá vỡ vỏ bao. Vai trò chẩn đoán hình ảnh giữa MRI và cắt lơ vi tính thì đối với chẩn đoán hạch là tương đương trong nhiều nghiên cứu, và rất là hạn chế trong đánh giá những hạch nhỏ hơn 10 mm, vì thực tế nhiều hạch nhỏ hơn 10 mm vẫn có thể là một hạch di căn. Đây hình ảnh này trên minh họa một cái hình ảnh hạch chậu bên phải là vỏ dày ngấm thuốc, trung tâm hoại tử, đường kính 17 mm, hạch di căn tại vùng của một cái ung thư cổ tử cung chậu phải. Đây là một hình ảnh tương tự một cái hình ảnh ung thư cổ tử cung xâm lấn paramet và di căn hạch hai bên, các hạch lớn đều trên 10 mm, mà hình ảnh hạch điển hình của một cái di căn của ung thư. Cái bảng phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung theo Hiệp hội Sản phụ Quốc tế này, FIGO 2018, và TNM của AJCC và 2017, thì trên bảng phân loại này thì người ta sẽ chia cái giai đoạn 1 là ung thư còn khu trú ở cổ tử cung, và giai đoạn 2 là ung thư xâm lấn vào cổ tử cung chưa lan đến thành chậu hay một ma dưới, còn giai đoạn 3 là ung thư xâm lấn thành chậu và xâm lấn một ma dưới âm đạo, hoặc gây ứ nước thận hoặc làm thận mất chức năng. Và giai đoạn 4 thì là u xâm lấn các cơ quan vùng chậu, bàng quang, trực tràng có bằng chứng giải phẫu bệnh, và giai đoạn mà muộn muộn nhất là 4B thì di căn xa. Với giai đoạn 1 thì người ta còn chia nhiều cái giai đoạn nhỏ nữa, là giai đoạn 1 1A là u chưa xâm lấn trên vi thể
Với sơn lớn mô đệm thì trên 5 mm từ màng đáy và rộng nhỏ hơn hoặc 7 mm. 1A1A còn 1A1 là sơn lớn dưới màng đáy nhỏ hơn 3 mm và rộng nhỏ hơn 7 mm. 1A2 là sơn lớn dưới lớp màng đáy trên 3 mm nhỏ hơn 5 mm, rộng nhỏ hơn 7 mm. Đến giai đoạn 1B là u còn khu trú tại cổ tử cung và kích thước lớn hơn giai đoạn A1A2. Thường giai đoạn 1B này trên cộng từ chúng ta sẽ được chỉ định và phát hiện được trên hình ảnh cộng từ, còn những giai đoạn 1A1, 1A2 thường là cái biểu hiện nó chỉ dày mà không tạo rõ cái hình ảnh trên hình ảnh cộng từ của chúng ta. Đến giai đoạn 1B thì u kích thước nhỏ hơn 2 cm, giai đoạn 1B1, 1B2 thì u kích thước 2 đến 4 cm và 1B3 là u kích thước trên 4 cm. Đây, về giai đoạn 1 u khu trú còn ở trong cổ tử cung. Lúc này là kích thước nhỏ hơn 2 cm. Đây hình ảnh của một cái tổn thương của u nó tăng tín hiệu so với mô của cổ tử cung. Đấy. Và trên hình ảnh chúng ta nhìn rõ nét là kích thước 1,4 cm, chúng ta xếp giai đoạn 1. Đây trên hình ảnh diffusion với IDC thì thể hiện rõ là một hạt chế khuếch tán. Đấy, kích thước đến giai đoạn 1B2 thì là u là 3 cm và 1B3 là u 4,3 cm. Đến sang giai đoạn 2 là u ung thư xâm lấn cổ tử cung nhưng chưa nan đến thành chậu hay 1 phần 3 dưới âm đạo. Đấy, cái này chúng ta trên hình ảnh cộng từ cũng đều có thể dựa vào cái protocol của chúng ta đã thực hiện ba mặt phẳng T2 là chúng ta có thể xác định được cái mốc của tổn thương nan đến đâu. Đấy. Cái ta lại chia tiếp các cái nhóm 2A, 2A1, 2A2, 2B dựa vào cái vấn đề là u đã xâm lấn ra ngoài nhưng chưa nan đến thành chậu hay là không xâm lấn 1/3 dưới âm đạo. Và đặc biệt là cái giai đoạn 2B này, giai đoạn mà u xâm lấn parenchyma này là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải 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 xác định một cách cẩn thận và chính xác vì nó sẽ quyết định điều trị. Có thể là ông hất về trước là tất cả giai đoạn trước là vấn đề về điều trị có thể triệt căn bằng phẫu thuật. Còn đến giai đoạn 2B này thì vai trò của phẫu thuật là với vai trò của xạ trị và hóa trị là vai trò thể hiện ưu thế hơn. Đây là thể hiện minh họa một số cái trường hợp về cái kích thước u và xâm lấn một đã qua giai đoạn 1 mà trường hợp là 2A1 là u giới hạn 2/3 trên âm đạo và chưa xâm lấn ở parenchyma và kích thước nó còn nhỏ hơn 4 cm. Còn giai đoạn 2A2 là kích thước trên 4 cm thì cái xâm lấn của âm đạo thì đây vẫn còn khu trú ở 2/3 trên. Đây, trường hợp mà xâm lấn ở parenchyma. Đây đây một trường hợp mà 2B u xâm lấn parenchyma, chúng ta nhìn thấy cái parenchyma nó không đều nét, mỡ mỡ ở xung quanh là giảm tín hiệu và cái đường đường giới hạn của cái giảm tín hiệu của tử cung ở phía ngoài là bị mất và bị thâm lấn. Và đây đầy đủ ba dấu hiệu của cái xâm lấn parenchyma. Cái này thì chúng ta xếp đoạn 2B vì u cũng chưa lan đến niệu quản, chưa lan đến thành chậu và kích thước nhỏ hơn 4 cm. Về phân biệt giai đoạn 1B và 2B có độ chính xác của cộng từ là đạt đến 84 đến 88% và tỷ lệ này cao hơn trong những trường hợp mà chúng ta có anten đặt trong âm đạo thì cái kỹ thuật này sẽ đạt được đến 95%. Đấy. Cái những trường hợp mà gây trường hợp mà dương tính giả trong những trường hợp mà xâm lấn parenchyma thì nó cũng có thể là gặp phải trong những trường hợp như viêm nhiễm phù nề hoặc nhầm lẫn với mạch máu trong gây những trường hợp dương tính giả. Xếp đến giai đoạn 3 thì là u đã xâm lấn thành chậu và xâm lấn đến 1/3 dưới âm đạo
hoặc là gây nước thận hoặc là làm thận mất chức năng. Thế có chia thành 3A, 3B và 3C. 3A khi u xâm lấn lên một màng dưới âm đạo nhưng chưa đến thành chậu, 3B thì xâm lấn thành chậu và hoặc gây ứ nước thận, ở 3C thì đã tính đến chuyện là di căn hạch, là hạch 3C1 thì chỉ di căn hạch chậu, 3C 2 là di căn hạch lên đến hệ động mạch chủ. Để đến giai đoạn 4A và 4B, giai đoạn 4 là u đã xâm lấn vào các cơ quan bàng quang hay trực tràng, cơ quan trong vùng chậu và có bằng chứng dẻo bệnh. Và cái giai đoạn 4B thì khi có di căn xa, thường di căn phổi, gan, phổi. Đây thể hiện một cái giai đoạn 3 xâm lấn đến thành chậu và xâm lấn ban dưới niệu quản. Chúng ta thấy hình niệu quản là mũi tên, là mũi niệu quản là thấp, đoạn dưới của ngang mấy mức với của 膀quang cắt xuống là đoạn thấp, là thành nó dày, mất cái hình ảnh thành 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 sau của âm đạo, là mất cái đường giảm tín hiệu của thành và thay bằng một tín hiệu tăng tăng tín hiệu của tổ chức. Đấy, xâm lớn với âm đạo một ba dưới xếp loại ba. Tên hình ảnh về xâm lấn paramet và lan đến liệu quản, nó gây ứ nước liệu quản. Đây là xếp loại 3B. Còn trường hợp này thì tuy u cũng kích thước nhỏ hơn 4 cm thôi, nhưng mà cái hạch chậu rất là nhiều cả hai bên, kích thước to, bờ không nét và hạch cũng có hoại tử vì nó tăng tín hiệu ở trên T2 này. Còn hạch này thì tổ chức cũng phần còn nhiều. Đấy, trên hình ảnh nếu mà chúng ta có tiêm thuốc thì nhìn sẽ rõ hơn. Và cái này tuy u nhỏ và khu trú nhưng mà cũng xếp loại là 3C, di căn hạch chậu 3C1. Thế giai đoạn 3C2 là cái trường hợp này thì nó tiến triển lên cả buồng tử cung với ứ dịch buồng tử cung, rồi xâm lấn paramet hai bên và di căn hạch chậu. Ngoài ra còn khảo sát cao lên nữa là di căn hạch động mạch dọc động mạch chủ bụng, dạng 3C. Khi mà xâm lấn tạng, tức là xâm lấn vào bàng quang, thường bàng quang và trực tràng, thì chúng ta nhìn thấy những lụ sùi và mất thành bàng quang, giảm tín hiệu, thì đây là dấu hiệu chắc chắn là đã xâm lấn vào bàng quang. Còn khi mà chúng ta không nhìn thấy cái sùi mà nhìn cái thành bàng quang có thể nó mỏng, nó giảm, nó vẫn còn đều nét, thì thường cái nhận định cái dấu hiệu mà đã xâm lấn vào hay gặp dương tính giả. Và khi xâm lấn vào bàng quang trực tràng chúng ta là xếp loại T4. T4A thì là xâm lấn tạng chưa di căn xa, T4B là di căn kèm theo di căn xa. Về chẩn đoán hình ảnh của chúng ta còn có một vai trò nữa là trong cái ung thư cổ tử cung, thì cái biến chứng của gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh đó là cái chảy máu không cầm. Thì các kỹ thuật của chúng ta từ chẩn đoán giai đoạn cũng như là điều trị, thì cái vai trò của chúng ta là trong cái điều trị chống cái chảy máu không cầm này, để có thời gian để tác dụng của các bác sĩ về 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 ung thư, nội ung thư sẽ hóa chất và xạ trị và có thể là rút giai đoạn và cứu được bệnh bệnh nhân. Để ít nhất là trong cái vấn đề về can thiệp của điện quang can thiệp là xử trí và cầm máu và cứu tính mạng cấp cứu, thì vai trò của các đơn vị tính đa giấy để khảo sát vi lăng mạch và cái điện quang can thiệp thường là nút hai cái động mạch tử cung để chi phối cho cả tử cung và khối u cổ tử cung, là chúng ta có thể là khống chế cầm máu được cái chảy máu ồ ạt mà ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân và tạo thời gian để cho phát huy tác dụng của xạ trị và chất để giúp tiêu khối u và khống chế được cái tiến triển của nó. Tiếp theo là cái phần về theo dõi sau điều trị. Theo dõi sau điều trị của ung thư cổ tử cung thì nó phụ thuộc vào cái hình thức điều trị cụ thể của người bệnh, tùy từng giai đoạn bệnh, thể mô bệnh học, tình trạng cụ thể để có phác đồ trị phù hợp trong từng cái trường hợp của ung thư cổ tử cung. Và
Các sĩ về lâm sàng khá tuân thủ theo cái phân chia giai đoạn mà dựa vào cộng tử của chúng ta, là cái mà phương pháp mà đánh giá mà nó có độ phù hợp đến 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 từ 80 đến 90% là thế. Và phân chia giai đoạn càng chính xác thì cái hiệu quả điều trị càng tốt và đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Thường các phương pháp điều trị thì những giai đoạn tiền xâm nhập như là đoạn sản ung thư tại chỗ thì thường ta chúng người ta sẽ sử dụng đốt lạnh, đốt laser hoặc cắt níp, khoét chóp hoặc cắt tử cung toàn bộ, là tùy thuộc vào tùy trường hợp cụ thể. Ví dụ như người già, người không có nhu cầu sinh đẻ nữa thì người ta sẽ cắt tử cung toàn bộ. Còn khi mà là cái giai đoạn mà điều trị các phương pháp xạ trị cũng thể là điều trị triệt căn, ví dụ ở giai đoạn 0, giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 2B, nó có thể là xạ trị là triệt căn đơn thuần. Kết hợp với có thể là xạ trị áp sát nữa. Xạ trị xong có thể nâng liều xạ trị áp sát tại chỗ để phát huy diệt cổ tử cung, diệt cái khối u của tử cung cho nó hiệu quả nhất. Hoặc có thể là xạ trị tiền phẫu, hoặc xạ trị trong mổ, hoặc kết hợp hóa xạ trị. Tóm lại là cái điều trị cổ tử cung này thì cái vai trò xạ trị, phẫu thuật xạ trị và hóa xạ trị rất là phối hợp, nó tùy trường cụ thể và nhịp nhàng để đem lại hiệu quả tốt nhất, và vai trò của xạ trị là cũng rất quan trọng trong vấn đề điều trị triệt căn. Và tùy từng về theo dõi sau điều trị thì đánh giá tại chỗ ung thư cổ tử cung sau điều trị phụ thuộc vào biến đổi hình thái giải phẫu bình thường sau phẫu thuật hoặc hóa xạ trị tùy từng trường hợp. Ví dụ sau cắt tử cung toàn bộ khác, sau hóa xạ trị khác, thì nó đem lại hình ảnh chúng ta sẽ khảo sát, nó sẽ khác nhau. Đấy, về phương pháp để theo dõi điều trị xạ trị mà tính ở khu vực tại chỗ cổ tử cung thì cộng tử vẫn là được lựa chọn ưu tiên. Ngoài ra thì cắt lơ vi tính ngực bụng cũng là một cái theo dõi để đánh giá cái bi lăng toàn bộ có di căn xa hay là tái phát tại chỗ hay không. Nhưng mà riêng tái phát tại chỗ và hạch bùng ở tiểu khung thì phương pháp cộng tử là phương pháp được lựa chọn và chỉ định, thường là ở con là chụp với protocol chúng ta đã thực hiện và thường là sẽ tiêm thuốc cảm quang để đánh giá cái mức độ ngấm thuốc và cái hình ảnh của khối u trên T2 để quyết định là hình ảnh tái phát hay không tái phát, chúng ta phải dựa vào các yếu tố đó. Đánh giá về ngoài ra về các kỹ thuật về hình ảnh của cộng từ cũng đánh giá được đáp ứng điều trị. Thì đánh giá đáp ứng điều trị về thể tích khối u thì đáp ứng hoàn toàn một phần hay giữ nguyên hay không đáp ứng thì dựa vào vấn đề đo kích thước của khối u và cái xu hướng sơ hóa, tức là xu hướng sơ hóa của cái ung thư sau sau xạ trị, đó là cái tín hiệu trên T2 nó sẽ giảm và ít ngấm thuốc và kích thước sẽ giảm theo các cảm giảm theo theo thời gian. Đó là những dấu hiệu về đáp ứng điều trị. Cộng từ, đặc biệt là cộng từ khuếch tán, đã được chứng minh là có giá trị trong việc phân biệt tổn thương tái phát với các tổn thương lành tính như hoại tử viêm, viêm phù và sơ hóa sau điều trị. Cái đánh giá mà giai đoạn cái thường sau 3 tháng thì tất cả các cái dấu hiệu viêm, phù nề nó sẽ rút dần và cái dấu hiệu sơ hóa sẽ rõ ràng hơn. Còn đánh giá trước 3 tháng thì thường chúng ta chủ yếu dựa vào cái kích thước, chứ còn cái vấn đề về phù lề và vấn đề ngấm thuốc thì những tổn thương viêm nó cũng lẫn với tổn thương u rất khó đánh giá. Về đánh giá tái phát u thì có thể đánh phát tại chỗ cổ tử cung, tại mỏm cổ tử cung, âm đạo, hạch chậu, phúc mạc tiểu khung, cũng như là những cái di căn xa ở trên phổi cũng như là trên ổ bụng trên. Đây là mô hình cái minh họa của một cái trường hợp mà sau cắt toàn bộ cổ tử cung. Đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy cái vách âm đạo rất là mỏng và cái mỏm cụt, và
là nó thanh mảnh và gần như là cái hố cắt của tử cung mỏm cụt không có cái dấu hiệu dày lên, không có dấu hiệu tạo khối. Đấy là trường hợp nó bình thường. Đấy tương tự đấy là một cái trường hợp mà nó cắt toàn bộ của tử cung sau phẫu thuật và không có tái phát. Đây một trường hợp còn là mô tả một cái trường hợp ung thư cổ cung trước điều trị với hình ảnh thụt gieo và thấy một hình ảnh khối u một tăng tín hiệu trên T2 và nó xâm lấn cùng đồ và nó nồi vào trong cái lòng âm đạo và được bộc lộ rất rõ khi chúng ta mà tiêm thuốc à chúng ta thụt gieo xin lỗi. Và sau 3 tháng chụp lại thì toàn bộ cái tín hiệu của khối u nó không còn cái tăng tín hiệu trên T2 nữa mà thay vào nó mô sơ là giảm tín hiệu và kích thước là giảm giảm đến gọi là trên 50% đấy. Và cái này kết hợp mấy cái kết quả soi của tử cung và bấm bấm lại thì hoàn toàn là phù hợp là u đã tiêu hết. Đây đánh giá đáp ứng điều trị cũng là phần về đo kích thước. Đấy, trước điều trị một khối u rất lớn trên 4 cm và sau điều hóa xạ trị đồng thời và khối u gần như là bay hết. Và trường hợp này theo dõi đến sau 6 tháng là kết quả soi và tiết và sinh thiết của tử cung lại là không có tổn thương về tất cả những đánh giá tại u cũng như là hạch sau điều trị là cái trong trường hợp bệnh nhân này là hoàn toàn hạch đáp ứng và u cũng đáp ứng mặc dù là u rất to xâm lấn 3 mét. Đây cũng là hình ảnh minh họa về sau điều trị. Đấy, sau điều trị thì cổ tử cung nó sẽ teo đét và giảm tín hiệu và ít ngấm thuốc. Đó là ba cái dấu hiệu của con đánh chế có thể khẳng định là cái u nó không tái phát và cần một kết hợp một cái nội soi soi của tử cung nữa là chúng ta có thể yên tâm là khẳng định trong cái kết quả đọc của chúng ta là dấu hiệu tổn thương là u không tái phát. Ngoài ra thì đánh giá các tạng phối hợp về vấn đề về 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 hậu quả sau xạ trị. Hậu quả sau xạ trị là nó gây viêm tất cả những cái tạng ở trong 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 ổ bụng, viêm các tạng trong ổ bụng đấy tiếp cho anh viêm viêm các tạng, đặc biệt là bằng vấn đề bằng quang, vấn đề bằng quang đấy. Đây là một trường hợp mà thành bằng quang dày dày nhưng mà giới hạn không không đều. Nhưng đây trường hợp mà sau xạ trị mà gây viêm bằng quang mãn tính. Ngoài ra cái viêm bằng quang có thể viêm cái hệ thống gọi là tủy xương của cái khung chậu. Đấy, đặc biệt là giá trị của cái phim chụp phát sát xóa mỡ của T2 thì thể hiện những cái tủy xương trên cái trường chiếu xạ trị, người ta có thể chiếu từ bên hoặc là phía trước sau là cái tủy xương nó phù nề và nếu khi tiêm thuốc nó ngấm thuốc đấy, nhưng mà đối xứng chứ không phải là hình ảnh di căn. Việc đánh giá cái hình cổ tử cung là tại chỗ tái phát tại chỗ tái phát vùng và cơ quan vùng chậu và tái phát xa thì cần phải thực hiện. Khi mà tái phát chỗ thì biểu hiện là một cái hiệu ứng khối và một cái nốt mà nó lại tăng tín hiệu trên T2 và tại vị trí mà người ta phẫu thuật đấy đấy thì là cái dấu các dấu hiệu là chúng ta cần phải 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 đánh giá. Ngoài ra tất cả đây 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 là trên hình ảnh một cái sau phẫu thuật của ung thư cổ tử cung với một hình ảnh một cái theo dõi sau điều trị và có một cái nốt mà tăng tín hiệu trên T2 so với cái cơ đặc biệt là cái thanh âm đạo đấy. Và hạn chế khuếch tán cái này mà tiêm thuốc ngấm thuốc nữa thì chúng ta là cái dấu hiệu mà cần phải trả lời kết quả đó là một cái tái phát của cổ tử cung.
sau điều trị. Đây có cái tái phát và xâm lấn bàng quang rất là rõ, một cái tăng tín hiệu và bờ lùi xùi không đều lồi hẳn vào bàng quang, xâm lấn bàng quang thể hiện trên phim chụp Satyajit ASEAN cũng như là cái diffusion. Còn đây trường hợp là cái tái phát tại bệnh nhân được phẫu thuật nhưng mà tại mỏm cụt thì không 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 có dấu hiệu tái phát, nhưng mà ở phía cái hạch phía chậu phía sau sát thành chậu sau ở trước xương cùng cụt thì có một cái nốt tăng tín hiệu bờ không nét ngấm thuốc sau tiêm hay dính vào cái khối cơ 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 thành chậu sau. Đấy. Và đây là một hình ảnh tái phát và thể hiện là cái bệnh nhân này được hội chẩn và phẫu thuật thì nó thể hiện đúng tương đồng, nó là một cái tái phát của ung thư cổ tử cung tái phát. Ngoài ra thì đánh giá di căn xa của ung thư cổ tử cung, đặc biệt là vi lăng của các lớp vi tính lồng ngực cũng như là cái ổ bụng trên là phải được thực hiện theo cái quy trình của các bác sĩ nội khoa sau điều trị đánh tái phát. Thì đánh tái phát có thể là di căn phổi, và trong trường hợp này cụ thể này nó là một cái di căn xương của đốt sống ngực mà nó xâm lấn ra phần mềm xung quanh. Đấy. Bài trình bày của tôi đến đây xin kết thúc và xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn Dr. Khuyên. Vâng ạ, cảm ơn thầy Nguyễn Đình Hướng, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Ung bướu.